Ngô Thiến, tiểu công chúa hoa sách, sự nghiệp sa sút vì chuyện tình yêu với Trương Vũ Kiếm. Giống như những vai diễn mà khán giả thấy trong Bên Nhau Trọn Đời, Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi, Anh Chỉ Thích Em, hay mới đây là Lê Hấp Điên Phèn, Ngô Thiến luôn mang đến một hình ảnh trẻ trung, nhí nhảnh và không kém phần ngọt ngào, dễ thương. Chính vì thế mà cô rất được lòng công chúng. Trong suốt gần 10 năm hoạt động, nữ diễn viên sinh năm 1992 chưa bao giờ vướng phải bất cứ scandal nào. Tuy nhiên, vì vướng tin đồn tình ái với Trương Vũ Kiếm mà cô bắt đầu có những thị phi không đáng có. Sau khi hợp tác với Trương Vũ Kiếm trong Anh Chị Thích Em, Ngô Thiến liền nảy sinh tình cảm với Trương Vũ Kiếm. Tình yêu của cả hai nở rộ với một sinh linh bé nhỏ, nhưng trong một thời gian dài, vì sự nghiệp còn đang nở rộ, Trương Vũ Kiếm che giấu hai mẹ con Ngô Thiến, thản nhiên đi sâu và coi mình vẫn còn độc thân. Ngày 16 tháng 3, Sina đưa tin về việc Ngô Thiến kết hôn sinh con với tài tử Trương Vũ Kiếm, khiến người hâm mộ của nữ diễn viên tiếc nuối. Vốn là mối tình được khán giả yêu mến, giờ đây nhiều người cho rằng cô đã trả giá quá đắt cho mối tình si này. Nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Ngô Thiến sinh ngày 26 tháng 9 năm 1992 tại tỉnh Hồ Bắc trong một gia đình công nhân lao động. Từ nhỏ đã có dáng vẻ xinh xắn, đáng yêu. Năm 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồ Bắc và đoạt giải người đẹp ăn ảnh nhất. Ngô Thiến bén duyên với ống kính điện ảnh khi còn là sinh viên năm 2, khoa diễn xuất Đại học Vũ Hán qua các bộ phim như Mật mã màu cam, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, Tuy đường anh hùng 4. Dù chỉ là các vai diễn phụ hay thứ chính, Ngô Thiến đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Khi học tại trường, Ngô Thiến còn được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Đại học Vũ Hán. Tên tuổi của nữ diễn viên được biết đến rộng rãi khi cô vào vai Triệu Mặc Sơn lúc còn trẻ trong phim Bên Nhau Trọn Đời năm 2015. Thành công của bộ phim đã mở ra cho sự nghiệp của Ngô Thiến một tương lai rạng rỡ. Cô liên tiếp nhận được vai chính và thứ chính trong hai bộ web drama ăn khách Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi và Trạch Thiên Ký. Xuất hiện bên cạnh những cái tên lớn như Lộc Hàm, Cổ Lực Na Trác, Ngô Thiến không những không bị lấn át mà còn nổi bần bật không kém nữ chính. Đặc biệt trong Trạch Thiên Ký, vai diễn phụ Bạch Lạc Hành của cô nhận được vô số lời khen ngợi và yêu mến từ khán giả dù có đất diễn rất hạn chế. Lúc này, sự nghiệp của Ngô Thiến tiến triển rất nhanh. Cô được gọi là tiểu công chúa của công ty sản xuất phim ảnh Hoa Sách. Theo Sina, Hoa Sách Ảnh Thị là đơn vị sản xuất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của Trung Quốc như Thiên Long Bắc Bộ 2013, Bên Nhau Trọn Đời, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Sở Kiều Truyện. Do đó, là nghệ sĩ được công ty tập trung lăng xê, Ngô Thiến không thiếu vai diễn hay, dự án tốt để đóng. Chọn lối duy nhẹ nhàng đi thẳng vào lòng người, Ngô Thiến từng bước có được tình cảm của khán giả trong và ngoài nước. Cô được cộng đồng mạng Trung Quốc tôn là nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Truyền thông Hồng Kông gọi cô là một trong tứ tiểu hoa đáng nổi bật nhờ thực lực bản thân. Quyết định sinh con dù công ty phản đối. Năm 2019, Ngô Thiến đóng cặp với Trương Vũ Kiếm trong Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em. Đề tài học đường trong sáng, lãng mạn, giúp tác phẩm thành công lớn. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm cũng được khán giả mong mỏi trở thành phim giả tình thật. Tuy nhiên, dù bị bắt gặp hẹn hò, hai nghệ sĩ vẫn giữ im lặng. Đến tháng 12 năm 2019, Sohu còn đưa tin Trương Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến tới bệnh viện phụ sản khám thai. Thời gian này, Ngô Thiến gần như ở ẩn, cô không đóng phim và cũng tham gia các sự kiện thương mại. Theo Sina, giới giải trí vô cùng khắc nghiệt, mỗi nghệ sĩ đều cố gắng hoạt động liên tục để khán giả không quên tên tuổi và hình ảnh của mình. Sự việc khiến một minh tinh tạm dừng sự nghiệp chỉ có thể là sinh con hoặc dưỡng bệnh. Nguồn tin này còn cho hay, Ngô Thiến vì cả lời công ty quản lý, giữ quyết định kết hôn và sinh con khi đang ở giai đoạn quan trọng để phát triển sự nghiệp, nên Hoa Sách đã bỏ rơi cô. Các tài nguyên mà công ty vốn sắp xếp để nâng đỡ Ngô Thiến bị chuyển giao cho người khác. Đời tư viên mãn hay màng bầu ép cưới? Qua một thời gian, mọi người dần quên đi những tin đồn ác ý liên quan đến Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm. Nhìn thấy những hình ảnh hẹn hò của cặp sao Anh Chị Thích Em, công chúng vẫn chúc phúc cho họ, hy vọng cặp đôi sẽ sớm công khai cho mọi người cùng biết tin mừng. Vào đầu năm 2020, giới truyền thông bắt đầu đưa tin Ngô Thiến đã sinh con và cha của đứa trẻ không ai khác chính là Trương Vũ Kiếm. Nhưng Trương Vũ Kiếm không lên tiếng chuyện tình cảm với Ngô Thiến, nam diễn viên 30 tuổi này được cho là không thực sự muốn chịu trách nhiệm. Ngay khi cả Ngô Thiến xuất hiện với một chiếc nhẫn lạ, làm dấy lên nghi vấn kết hôn, Trương Vũ Kiếm vẫn tỏ thái độ lảng tránh như chuyện đó không liên quan đến anh vậy. Những hành động thờ ơ ấy của Trương Vũ Kiếm khiến dư luận không khỏi nghi ngờ liệu có phải hai người thật sự đã kết hôn nhưng là do Ngô Thiến ép cưới hay không. Việc Ngô Thiến sinh con với Trương Vũ Kiếm bị Sina đánh giá là bí mật ai cũng biết trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính chủ chưa bao giờ thừa nhận. Thậm chí, lựa chọn không công khai mối quan hệ khiến cặp sao vướng thị phi. Ngô Thiến dính tin đồn dùng đứa con trong bụng, ép cưới tài tử Trạm Kế Tiếp là Hạnh Phúc. Ngày 15 tháng 3, Sina đưa tin Ngô Thiến bị chụp ảnh bế một em bé, nghi vấn là con của cô và tài tử họ Trương. Đây là lần đầu tiên cánh sân ảnh ghi lại khoảnh khắc được cho là không thể chối cãi của người đẹp Bên Nhau Trọn Đời để làm chứng cứ. Khẳng định thông tin cô đã bí mật sinh con cho Trương Vũ Kiếm. Đến lúc này, rất nhiều người hâm mộ của Ngô Thiến đã vào tài khoản cá nhân của Trương Vũ Kiếm để chỉ trích anh. Họ cho rằng Trương Vũ Kiếm không đáng mặt đàn ông, trốn tránh công khai quan hệ vì sợ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp.
Từ khi tin đồn hẹn hò của hai nghệ sĩ nổ ra, chỉ có phía Ngô Thiến được Phường Độc Mã lên tiếng bác bỏ. Không chỉ vậy, tháng 7 năm 2020, Trương Vũ Kiếm khi trả lời phỏng vấn còn nói mình muốn tìm bạn gái. Sự tức giận của công chúng nhiều tới mức trở thành đề tài bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội, buộc tài tử phải lên tiếng thừa nhận đã kết hôn, cho Ngô Thiến một danh phận rõ ràng. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Trương Vũ Kiếm khiến nhiều người tin rằng anh không đủ chân thành, cố ý đổ lỗi cho Ngô Thiến vì làm lộ mặt con. Thậm chí, tài tử không nhắc đến vợ mà chỉ nói mẹ của con gái. Yêu thương rồi đi đến hôn nhân là chuyện bình thường, chúng tôi có với nhau một đứa con đáng yêu, xinh xắn, thủ tục pháp lý đều đã hoàn thành. Các bạn mắng tôi không sao hết, vì tôi không quen các bạn và cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cá nhân cho bạn. Chúng tôi lựa chọn giữ kín vì muốn con có không gian riêng để trưởng thành. Đáng lẽ các bạn không nên chụp ảnh con của tôi và công khai hình ảnh đó lên mặt báo. Lần này không bảo vệ tốt con là lỗi của cha mẹ. Mẹ của con gái đang tự trách mình, rất đau khổ, Trương Vũ Kiếm viết. Theo Sina, chuyện tình cảm của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm vốn rất được công chúng ủng hộ. Tuy nhiên, do sự chần chừ không dứt khoát của nam diễn viên mà họ đánh mất sự yêu mến từ người hâm mộ, danh tiếng của Trương Vũ Kiếm bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, Ngô Thiến vốn có tương lai rộng mở thì giờ đây thường xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi. Cô cũng bị cho là bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp tốt nhất.